Đây là chương trình Nước Trời Là Nước Tôi do Đặc Sang Hướng Đi từ Dallas giới thiệu. Đây là chương trình đặc biệt phát thanh mỗi tuần một lần từ Dallas đến Bắc Cali. Hy vọng quý vị lắng nghe chương trình hôm nay và sẽ tiếp tục theo dõi chương trình này tuần tới. Người Việt tha hương chúng ta đã có kinh nghiệm về nước Việt và nước Mỹ khá nhiều, nhưng kinh nghiệm về nước trời còn ít. Chúa cứu thế đã đến thế gian để giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, và Ngài kêu gọi mọi người: trước hết hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, hầu Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều khác nữa. Điều này có nghĩa người Việt chúng ta có thể tin Chúa, theo Chúa và hầu việc Chúa để trở thành công dân nước trời, mục đích làm vinh hiển Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Làm sao để kinh nghiệm về nước trời? Làm sao để mỗi người Việt hôm nay có thể giản dị để nói: tôi đang sống những ngày trời trên đất? Đây là lý do mà chúng tôi dành thời giờ và công sức để giới thiệu chương trình Nước Trời Là Nước Tôi. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Tùy thuộc vào ý kiến của quý thính giả mà chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục chương trình phát thanh này hoặc sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả. Đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi trọn rồi. Hạnh phúc và bình an, bàn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi trọn rồi. Hạnh phúc và bình an, bàn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bàn chân chờ chi nữa, thưa quý vị và các bạn, mùa Giáng sinh lại đến khắp nơi trên thế giới. Người Việt, người Mỹ và các dân tộc khác đang chuẩn bị để mừng Chúa Giáng sinh. Có quá nhiều điều tôi muốn nói về Chúa Giáng sinh. Nhất là chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cũng có nhiều chuyện để nhớ về quê nhà, về gia đình, về hội thánh, về quê hương. Và đối với những người tin nhận Chúa, theo Chúa, thì những kỷ niệm để tin Chúa, theo Chúa, hầu việc Chúa là rất là quan trọng, là quý báu, là gần gũi với mỗi người chúng ta. Đã hơn 2.000 năm qua rồi, nhiều người Việt vẫn còn tưởng Chúa Giêsu chỉ là một đứa bé trai nhỏ đang nằm trong tay mẹ, hay chỉ là một tù nhân có tội đã bị chính quyền La Mã xử án đóng đinh, vẫn còn đó, ở đó mãi trên cây thập tự. Trong nhiều nhà thờ, nơi người ta đang thờ phượng Chúa, nhiều người vẫn còn thấy hình ảnh Chúa bị đóng đinh, lõa lồ, trần trụi. Nhưng ít người biết rõ về Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại, đã chiến thắng tử thần. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn sống.
Hôm qua, ngày nay cho đến đời đời, quyền năng của Chúa và chương trình cứu rỗi của Chúa vẫn không hề thay đổi. Cả thế giới ngày nay khắp năm châu, nhân loại đã biết đến Chúa Giê-xu. Nhưng nhiều người chỉ biết Chúa Giê-xu đang nằm trong máng cỏ. Số người biết Chúa đã lớn lên, Chúa giảng đạo, Chúa làm phép lạ, rồi Chúa bị đóng đinh. Ít người biết rõ Chúa Giê-xu đã sống như thế nào, đã chết như thế nào và đã sống lại làm sao. Có lần Chúa Giê-xu đã tuyên bố, ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28. Dân chúng thời bấy giờ chạy theo Chúa Giê-xu và thúc ép để tôn Chúa làm vua. Làm vua theo đúng nghĩa của một vị vua trần thế. Nhưng Chúa Giê-xu đã khước từ chức vụ làm vua của đời này. Ngài nói đến sự chết, hy sinh, sự chết thay đền tội của chính mình Ngài. Còn ta, khi ta đã được treo lên, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài còn giải thích thêm rằng quả thật ta nói cùng các ngươi. Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Khi nói về cái chết trên cây gỗ, Chúa Giê-xu luôn nói trước về sự sống lại của thân thể Ngài. Hãy xem lời chứng của ông Ma-thi-ơ là một môn đồ viết sử đã nghe, đã hiểu chính lời Chúa Giê-xu nói. Chúa nói rằng con người, tức là chính mình Chúa, sẽ bị nộp trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm. Khi nói về tương lai, Chúa Giê-xu cũng luôn nói về tin lành của nước trời. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Kinh Thánh cũng nói trước về việc chính Chúa Giê-xu sẽ sớm trở lại thế giới này một lần nữa. Đó là ngày Chúa tái lâm. Hãy nghe lời của vị thiên sứ trong ngày Chúa Giê-xu lên trời. Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này được cất lên trời khỏi giữa các ngươi cũng sẽ trở lại như cách mà các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Cho nên ngày hôm nay, những người tin Chúa, những người tìm hiểu về Chúa, đừng nên dừng lại quá lâu ở lễ Giáng sinh. Hãy tiếp tục rao giảng về tin lành của nước Đức Chúa Trời. Tiến tới làm xong công việc quan trọng của mỗi người là tin Chúa, theo Chúa, hầu vì Chúa và chờ đợi Chúa. Chúng tôi đang làm việc đó. Một công việc thi hành đại điều răn cũng như đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu. Đây là một công việc lớn, việc lâu, việc lây lan mà Chúa đã giao. Chúng tôi ước ao rằng không phải chỉ một số người biết, nhưng mà nhiều người biết. Không phải chỉ một số người làm, nhưng nhiều người làm. Có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, có những bài học đáng nhớ, có những lịch sử không thể nào quên được trong cuộc đời của mỗi chúng ta, nhất là những người tin Chúa, theo Chúa và hầu vị Chúa như chúng tôi. Cảm tạ Chúa luôn luôn cho chúng tôi có cơ hội ghi nhớ, để học hỏi và để áp dụng. Và ngày 13 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vợ chồng tôi được hân hạnh tham dự ngày hội ngộ các tôi con của Chúa xuất thân từ Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt. Gia đình tôi đã từng sống liên tục 16 năm ở Đà Lạt từ năm 1975. Tôi nhớ lại chặng đường dài phục vụ Chúa từ Đà Lạt, sau đó xuống Sài Gòn, sau đó qua Đà Lạt cho đến ngày hôm nay. Bao nhiêu là biến đổi, xa cách, nay chúng tôi lại được gặp nhau. Với sáng kiến của một số con cái của Chúa, tôi tới của Chúa ở California, nói đến ngày hội ngộ những người có gốc gác từ Hội Thánh Tin Lành Đà Lạt. Đà Lạt là vùng đất thân yêu được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Trải qua bao nhiêu đời, có sự gần gũi với thiên nhiên, với cái dân tộc sống ở miền rừng núi. Đà Lạt đặc biệt có khí hậu, có rau, có hoa, có sương, có lạnh,
và nhà thờ Tin Lành Đà Lạt lại được xây dựng từ thời Pháp trên một ngọn đồi nhìn xuống được một nửa thành phố. Đó là nơi mà tôi đã từng sống và sinh hoạt. Nơi đó bây giờ có dinh Bảo Đại, nơi mà Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương đã sống, nơi mà người các dinh thự người Pháp đã sống. Đà Lạt lúc bây giờ, trong thời xây dựng nhà thờ đó là Hoàng triều Cương Thổ. Muốn đến Đà Lạt người ta phải có người bảo lãnh, và thời gian thay đổi đầy ắp kỷ niệm trong những cuộc đời đã từng sống ở Đà Lạt, đã từng kinh nghiệm khí hậu mát mẻ của Đà Lạt. Tôi và gia đình đã từng sống ở đó, có con tôi được sinh ra ở đó và lớn lên ở đó. Cả một cái quá trình lịch sử từ buồn đến vui, từ khổ đau đến sung sướng, thậm chí từ chết đến sống. Và từ Đà Lạt tôi nhớ đến nước Việt, đến nước Mỹ, đến nước của Đức Chúa Trời. Trong tháng 11 vừa qua, địa điểm chúng tôi gặp nhau giữa những người Đà Lạt nhớ lại là nhà thờ Hội Thánh Tin Lành Orange, California, do mục sư Nguyễn Thủy, một người xuất thân từ Đà Lạt, có vợ ở Đà Lạt. Ông đang làm quản nhiệm một nhà thờ lớn trong nhiều năm. Trong buổi hội ngộ, ông mở đầu nói chuyện bằng câu chuyện tình của ông bà từ lúc còn thanh niên ở tại thành phố Đà Lạt. Từ đó, ông bà được Chúa sai giảng Tin Lành trên đài phát thanh FEBC ở Phi Lục Tăng. FEBC là Far East. Far East tức là Viễn Đông, đài phát thanh Viễn Đông. Và sau đó thì thời cuộc thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, ông bà sang Mỹ tiếp tục rao giảng Tin Lành trên radio, trên tất cả những phương tiện truyền thông. Và nếu người Việt nào mà chưa nghe mục sư Nguyễn Thủy giảng thì tôi nghĩ rằng đó là một sự thiếu sót vì ông chuyên giảng Tin Lành. Tôi cũng có dịp gặp lại những mục sư, những chấp sự, những nhà truyền giáo, những người thân quen, có người đã 100 tuổi, có người 95 tuổi, có người 75 tuổi rồi. Nhiều người còn đang được Chúa dùng, nhiều người lớn tuổi rồi vẫn còn hầu việc Chúa. Ngoài mục sư Nguyễn Thủy còn có những người thân quen như là ông bà mục sư Nguyễn Đăng Minh trong gia đình, rồi ông bà mục sư Dương Phú Thành, những người sống lâu ở tại Đà Lạt, bây giờ qua Mỹ. Tôi nghĩ đến chương trình của Đức Chúa Trời dành cho những người ở Đà Lạt. Rồi từ Đà Lạt có những người con, có những người rể, người dâu, có những gia đình phục vụ Chúa khác. Tôi nhớ đến những mục sư nổi tiếng như là mục sư Nguyễn Anh Tài, mục sư Trần Đào, mục sư Đào Văn Chinh, mục sư Nguyễn Tấn Dương, mục sư Nguyễn Chí Thiện, mục sư Trần Thế Thiên Phước, mục sư Trần Thiện Minh, rồi mục sư giáo sư Đoàn Hưng Linh, bây giờ là viện trưởng của một cái viện đại học California. Đây là những người tin Chúa và muốn giảng Tin Lành. Tôi cũng đã gặp được ông bà Châu Văn Nghiêm, là cựu thư ký Hội Thánh Đà Lạt, người đã mở đầu xây dựng cái tổ hợp rồi sau đó trở thành cái hợp tác xã Mỹ Nghệ lấy tên là Ánh Sáng. Và từ trong cái nhóm người này, ngành Mỹ Nghệ của Đà Lạt phát triển và đã nuôi sống hàng trăm gia đình, những người đóng góp cho kinh tế của thành phố và góp phần giữ hội thánh, giữ bầy chiên của Chúa giữa những khó khăn. Gia đình tôi đã từng sống ở Đà Lạt 16 năm trong những giai đoạn gay go nhất của thành phố. Bây giờ thành phố đông, người các nơi đến rất đông. Và mới đây trong cái buổi họp mặt này tôi được nghe nói là người ta muốn mở rộng thành phố gấp đôi. Từ Đà Lạt hiền hòa mát lạnh, cảnh đẹp đầy tiếng thông reo suối nước, hoa lá đủ màu, Đức Chúa Trời đã quy tụ và sai phái những người con đức tin đến sống, đến học, đến noi gương, để đi khắp nơi hoàn thành mục đích giảng Tin Lành cho người nghèo. Tôi nhớ lại câu chuyện của Chúa Giêsu lớn lên, sinh ra ở Bethlehem, nhưng mà Ngài lớn lên ở một nơi gọi là quê hương, Ngài gọi là người Nazareth.
thuở niên thiếu Nazareth, Chúa Giêsu người Nazareth. Tôi cũng suy nghĩ đến bản thân vợ chồng tôi thì sinh ra ở Quảng Nam Đà Nẵng mà lại được Chúa sai phái đến Đà Lạt khi còn trẻ để làm việc, để học hành, để chịu đựng, để gìn giữ bầy chiên của Chúa và để gìn giữ nhà thờ của Hội Thánh. Tôi nhớ lại cả một cái lịch sử rất lâu dài của Hội Thánh. Khi chúng tôi không được phép quản trị, quản lý nhà thờ nữa thì phải 15 năm sau, nhà thờ sau những sự chịu đựng, cố gắng tự duy trì, 15 năm sau người ta mới cho được mời mục sư, mà chỉ là mục sư ở trong tỉnh, ở trong huyện này qua đến huyện khác mà thôi. Những người ở cái tỉnh khác, các nơi không đến được. Đó là Đà Lạt. Nhưng mà Đà Lạt vẫn ở trong lòng, quê hương ở trong lòng của những người đã từng sống ở Đà Lạt. Riêng bản thân của tôi thì tôi đang ghi lại, viết lại ở trong trí, trong lòng một cuộc hành trình mà tôi gọi là từ Đà Lạt tới Dallas, từ nước Việt đến nước Mỹ và đến nước trời. Đời người chỉ có 100 năm, nhưng mà Đức Chúa Trời lại có chương trình 1.000 năm. Mỗi người có một cuộc đời để sống, rồi sẽ có lúc chấm dứt cuộc hành trình. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta có biết mình sẽ đi lên hay là sẽ đi xuống mãi mãi? Ông bà anh chị em ơi, tôi tha thiết kêu gọi ông bà anh chị em hãy suy nghĩ đến đời này và đời sau. Suy nghĩ đến thân xác và suy nghĩ đến linh hồn. Suy nghĩ đến dưới đất và suy nghĩ đến trên trời. Suy nghĩ đến cái quả đất nhỏ bé của chúng ta với cả cái vũ trụ bao la. Suy nghĩ đến cái thời hạn ngắn ngủi của đời người với cõi vĩnh hằng. Ở trong Kinh Thánh, Chúa có nói một cái bài học về kính lão đắc thọ. Bài học này cũng nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay đừng quên tuổi thơ, tuổi trẻ và cuộc đời của mình. Nhất là hãy nhớ lại những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào và học đòi đức tin của họ. Trong mùa Giáng sinh này, tôi muốn nhắc lại câu Kinh Thánh này để dạy dỗ chính mình và những người thân. Ông bà anh chị em là những thánh giả có bao giờ nghe nói đến. Hãy nhớ lại những người lãnh đạo đã già chưa? Câu chuyện tôi nhắc về cuộc hội ngộ của những người ở Đà Lạt cũng là một hình ảnh để ghi nhớ lại. Hãy nhớ lại cuộc đời của những người phục vụ Chúa bây giờ đã già. Ông Phaolô suốt cuộc đời đi hầu việc Chúa. Khi về già thì ông có nhắc lại, và tôi rất là thích cái lời chứng của ông Phaolô trong lúc tuổi già. Có một lần ông nói rằng khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Thật vậy thưa ông bà anh chị em, ở trong đạo Chúa cũng vậy. Chúng ta có những giai đoạn con trẻ, thanh niên, tuổi già. Nhưng mà rất nhiều người ngày hôm nay vẫn còn ở trong tình trạng con trẻ. Giỏi lắm là lên tới tình trạng thanh niên, rồi đứng lại, không đi xa hơn. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Đó là cuộc hành trình của mỗi cuộc đời của chúng ta. Nhưng thưa ông bà anh chị em, điều tôi muốn nói mà ông Phaolô đã nói thay ở đây đó là ông kể lại cuộc hành trình của cuộc đời mình. Từ lúc chống Chúa, khước từ Chúa, chống đối những người theo Chúa, cho đến khi quay trở lại vì gặp gỡ Chúa biến đổi cuộc đời mình, thì ông đã nói rằng nhưng nay tôi là người thế nào ấy là nhờ ơn của Đức Chúa Trời, và ơn của Ngài đã ban cho tôi không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng không phải tôi đâu, ấy là ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Và tôi muốn dừng lại ở cái lời chứng này, và tôi đọc lại để ông bà anh chị em có thể nhớ và áp dụng cho đời sống của mình. Chúng ta sẽ có cơ hội để nói với một người khác về cuộc đời của mình, và hy vọng hết tại ông bà anh chị em sẽ nói được như sứ đồ Phaolô đã nói: nhưng tôi nay là người như thế nào,
ấy là nhờ ơn của Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi, cũng không phải là uổng vậy. Trả lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Amen.
lo âu, có bao giờ bạn hỏi ta về đâu, đi đâu? Đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Tùy thuộc vào ý kiến của quý thính giả mà chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục chương trình phát thanh này hoặc sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.